Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành Ezi đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Hải Tặc Đại Chiến nhé. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nha. Nó sẽ là cái động rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Rồi và chúng ta bắt đầu thôi. Thì mình phải show cái này lên để mình đang tham dự cái sự kiện để nhận 10 triệu đồng dành cho YouTuber anh em ạ. Không show lên thì không được nhận. Thế cơ, mà mình show lên mình sẽ sợ mất ác mất anh em ơi. Có lẽ nào tôi sẽ bị hack không? Nếu tôi làm theo kiểu này liệu rằng là có bị hack hay không nhỉ? Mà tại sao nhà phát hành bắt mình sâu như vậy ta? Thì chúng ta sẽ vào và có sự kiện mới anh em, sự kiện mùng 8 tháng 3 nhá. China Rally vẫn như vậy thôi, lễ hội trang bị. Đây rồi anh em ơi, tôi sẽ đổi. Tôi đang không đủ game. Tôi thiếu khoảng 20k game nữa, đổi từ một set Hải Âu lên set bất kỳ kiếm sĩ hoặc là chỉ huy xạ thủ hỗ trợ đấu sĩ. Chắc mình sẽ đổi trang set đấu sĩ dành cho thằng Sanji của chúng ta thôi. Mình rất thích Sanji anh em ạ. Mình kiếm đâu ra là 2k game nữa bây giờ. Tôi thiếu kiếm 1k game nữa, không biết là kiếm đâu ra luôn ý. Thề luôn. Em kiếm đâu ra đây? Bây giờ tôi kiếm 1, mấy k game ở đâu đây anh em ơi? Đổi thuyền viên à? Đổi thuyền viên thì cũng ok chứ nhở. Mình thích mình đổi mấy thằng tướng này cũng ok. Thu hoán đổi mình có tận đến 21k anh em ạ. Ui sướng nha. Ok, nếu mà chúng ta đổi cái này thì sẽ được bao nhiêu cái hòm ta? Có cơ hội để nhận được Silver Rayleigh hoặc là Luffy BM hoặc là Sabo hoặc là Doflamingo hoặc là Sanji Carrot hoặc là Usopp. Nói chung tỷ lệ nó khá là khó anh em ạ. Nếu mà tôi đổi ấy thì đổi sẽ được khoảng nhiều lắm anh em ơi. Mình sẽ đổi được khoảng 21,46k thuốc đúng không? Ui, tôi đổi được nhiều dã man luôn anh em, gần 100 hòm luôn. What the fuck man. Ui, nếu mà đổi hết sẽ được khoảng 107 hòm. Và chẳng biết là cái nhân phẩm của mình có như thế nào không. Anh em hãy comment là tôi có nên đổi cái này không hay đổi cái gì. Nếu mà đổi ăn chắc mặc bền thì chỉ có đổi nguyên liệu thôi anh em ơi. Chỉ có đổi nguyên liệu thôi chứ đừng có đổi mấy kia. Nói thật là như vậy. Nếu muốn ăn chắc mặc bền. Ok. Cái đấy thì tính sau nha. Để làm gì à? Chiêu mộ à? Tôi cần rất nhiều thùng bia để chiêu mộ anh em ơi. Chiêu mộ đặc biệt thì lại như vậy rồi. 150 điểm. Ôi bây giờ lại lên 150 điểm à? Nhục thế nhờ. Bên này thì chưa mở, còn một ngày nó mới mở ra nhé. Chúng ta có nên đổi một ít gỗ hoặc cái này không? Đổi là xong là hết luôn đấy anh em. Là khỏi lên tướng nha. Chắc chắn là như vậy rồi. Có ngày mùng lễ mùng 8 tháng 3 này. Có sự kiện mùng 8 tháng 3 này anh em. Đây là ai đây? Quốc tế phụ nữ ạ. Sẽ có đảo rực rỡ và đảo bóng đêm. 10M nguyên liệu, 10 cốc bia vàng, 10 vòng quay, 10 xu vòng quay, 10 thùng bia. Chopper, ok. Đây có chopper nha. Còn đảo bóng đêm thì sẽ có ai? Cái này thì cũng sẽ như nhau thôi. Thế là Sabo nè. Ôi tôi sẽ đi cái đảo này anh em. Tôi sẽ đi đảo này nhá. Thì tôi thích hơn. Yeah. Tôi sẽ đi đảo này nha anh em. Nhưng mà phần quà cái này sẽ là trái ác quỷ và mảnh tướng ngẫu nhiên L2. Ok chưa anh em? Rồi đấy, mình sẽ đi cái này nha. Để đầu tiên kiếm cái hoa đã để đi đã. Có hoa đâu? Hiện tại có hoa đâu? Có mỗi một cái hai bông hoa anh em. Làm thế nào để kiếm thêm hoa nhỉ? Chiêu mộ đặc biệt và chiêu mộ đại hải tặc sẽ kiếm thêm bông hoa anh em ơi. Xung quanh quay sẽ ra bông hoa nhưng mà phải 100 điểm cơ. Chiêu mộ đặc biệt anh em nhá, chiêu mộ đặc biệt là cần rất nhiều thùng bia. Tôi đang không biết là kiếm thùng bia ở chỗ méo nào đây. Ok, đang không biết kiếm thùng bia ở chỗ méo nào đây. Mình đang có 13 thùng bia anh em, thử vận may phát không? Ok, thử vận may nhá. Nhớ đâu ra tướng sao? Xem nào. Carrot nào? Xem cho tôi carrot nào anh em. Không ra carrot luôn. Ok boy. I'm fine. Tôi mở từng thùng ra luôn đấy, nhưng mà không ra rồi. Không ra carrot rồi anh em ạ. Thôi kệ đi. Nó là một cái gì đó bình thường, có hơn chục
thùng bia mà muốn đòi ra tướng xịn thì nghỉ đi nhá. Keros của tôi sẽ được lên sao? 1, 2, 3, 4. Oh, đang hết tướng sinh khí anh em ạ. What the fuck? What the fuck? Đấy thằng bức, thằng này cũng được. Đấy thằng này luôn cũng được. Keros, 6 sao. Lên ạ. Ok. Và chúng ta sẽ tiếp lên cho Keros thêm nữa. 1, 2, 3, 4. Ok, thằng này hơi phí à. Tôi ra sẽ mở cái kia ra đầy mà. Túi đồ đầy hệ gọi là sinh khí mà anh em thiếu gì đâu. Đây này, đầy. Đấy, được các ba con luôn nhá. Đâu nhỉ? Đâu rồi, đầy đây anh em ơi, thiếu gì đâu. Nhiều lắm, thoải mái đi. Đấy. Brock này, thằng T-Bone này. Đấy, 5 sao chưa? Thoải mái chưa? Hơi thoải mái, cũng chưa thoải mái lắm nhưng mà thôi cũng được anh em nha. Và tướng của tôi sẽ cho Keros lên cái. Keros đâu nhỉ? Keros ở thể sinh khí. Lên nào em ơi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, lên. Hình như phải đạt phẩm tối đa. Đơn giản. Đơn giản như đan rổ vậy. Quá dễ luôn. 1, 2, 3, 4. Lên, lên. Đấy, 140 rồi. Bây giờ muốn lên nữa thì sẽ cần một tướng 6 sao và 3 tướng. Ok. Một tướng 6 sao hệ hệ này. Oh yeah, mua được. Không phải lo. Mua tướng hệ này nhá anh em. 1000 luôn. Mua luôn. Trời ơi đơn giản. Ở đây không bán thùng bia nhỉ? Quả này cũng hơi bị mệt rồi đấy. Không biết là mấy hôm nữa nó tặng sự kiện gì không. Nhưng mà thôi cứ kệ đi. Chúng ta không cần quá quan tâm đâu, cho Keros lên đã. Keros lên. Ok, vừa mua xong, đúng rồi. 1, 2, 3, ok, lên ạ. Đấy, Keros. Bây giờ sẽ cần một Keros và thêm tướng 6 sao và hai tướng 5 sao. Để lên 9 sao nha anh em. Ok, ok bạn ơi. Hình như hết rồi sao nhỉ? Hết rồi. Hết rồi anh em ạ. Oh my gosh, bây giờ làm nào để lên được 9 sao đây? Bây giờ đang có 18 sao, yếu lắm. Yếu như con rán vậy. Kiếm đâu ra tướng Keros bây giờ? Nó là một cái gì đó khá khó. Khá là khó hiểu luôn. Và mình không biết là mở kiểu gì. Keros ở đâu đây? Nó không có nha anh em. Keros hiếm ấy. Bây giờ chỉ có đi kiếm mảnh của Keros thôi anh em ạ. Ok không bạn ơi? Tôi kiếm mảnh của Keros đi. Tôi đang muốn cho Keros lên nhưng mà hiện tại đang chưa có mảnh của Keros. Nên tính sau. Rồi chúng ta sẽ vào phụ bản để làm những cái nhiệm vụ luyện tập. Luyện tập mở lại rồi kìa. Ok, chiến trường nào. Báo danh, điểm danh để đi đánh nhau nào anh em ơi. Bây giờ mình thành yếu nhất team rồi. Oh my gosh, trời ơi. Tôi yếu ra man luôn đi. Thề luôn. Ok, đội hình đã có sẵn sàng để bắt đầu anh em nhá. Nhận nhiệm vụ nào, bắt đầu hết luôn. Đấy, bắt đầu hết xong rồi. Hội trường điểm danh phát. Mình vẫn đang giữ chức thuyền trưởng anh em ạ. May quá. Tưởng là không giữ thuyền trưởng nữa thì đúng là nhỏ. Thế như xem qua nhắn tin cho tôi không? Có ai không? Chuẩn rồi em ơi. Bây giờ anh yếu nhất hạng rồi. Thuyền trưởng mà yếu nhất hạng luôn anh em ạ. Nhỏ vãi cả trường. Vì mình đã bỏ game nó khá là lâu rồi ý. Mình bỏ ai ở đây? Bỏ ai ra búp đây? Kệ đi, tí nữa sẽ tính sau. Bây giờ con thấy có 8 sao thì cũng chưa làm gì được quá nhiều cả anh em ạ. Đôi này, qua hàng ngày. Đúng rồi. Quay lại. Chiến dịch. Làm cái này đi anh em ơi. Càn quét mấy cái ở dưới đi. Xong ngay. Rồi. Nguyên liệu. Tiếp tục. Càn quét. Mảnh hải tặc. Càn quét thêm. Rồi, ok. Đã xong. Chúng ta đã càn quét xong cái chiến dịch. Và chúng ta sẽ chuyển qua cái đảo chơi nha anh em. Đảo chơi như cần có Keros vào thì nó mới cho thì phải anh em ạ. Bây giờ mình đã tập trung vào Keros thôi. Chứ không cần tập trung. Ok, và mình sẽ bỏ Nami ra. Và mình sẽ cho Keros của chúng ta vào. Keros hơi yếu một tí thôi. Nhưng mà không sao anh em nhá. Oh, what the fuck. Ơ chết rồi.
không biết có đủ được đánh không nhỉ? Không biết liệu có đủ được đánh không nữa. À, đủ anh em ạ, đủ. Gerros đây, Gerros lên cho lên đầu. Gerros được búp thêm khá nhiều nên nó khá khỏe anh em ạ. Rồi, khá trâu nhỉ, trâu thế bạn ơi. Thắng thì vẫn thắng thôi, dĩ nhiên rồi. Cho Gerros vào để nó làm nhiệm vụ anh em nhá. Rồi, ok, chúng ta đã xong với cái này rồi và mình sẽ chuyển qua cái nhiệm vụ của Gerros ở bên này. Đấy, ở đâu? Thằng Gerros vẫn chưa nhận được nhiệm vụ nhỉ? Con Gerros đấy. Chưa xong anh em ơi, khiêu chiến hoàn thành nhiệm vụ 6 sao khỏe kia anh em ơi, xuất nộ 12 lần ở trong cái liên đấu ấy, chết rồi. Mình không nhớ mình còn cái liên đấu không ạ? Quên đấy. Căn bản đại bị liên đấu nó cũng chỉ có theo ngày thôi anh em ạ. Nó không phải là mãi mãi, còn 2 ngày nữa là thoải mái đây bạn ơi. Chiến đấu nào? Đấu với một thanh niên yếu yếu thôi. Ồ, không biết xem như nào đây. Wow, team 1 và team 2. Team 1 của bạn ấy hình như sẽ khá là khỏe, team 2 cũng team 1 nó ngang nhau anh em ạ. Như mình thấy là team ok, không vấn đề gì. Đấu luôn. Chúng ta sẽ cho mình thiếu một thằng ở đây này. À, thiếu thằng Carrot ở đây anh em ạ. Không sao, không vấn đề gì. Cho ai xuống? Cho ai xuống đây. Búp. Đấy, rồi, ok. Đánh thôi anh em. Khá khỏe chứ nhở, không phải nói là quá yếu. Nào, Carrot dùng nộ đi anh em ơi. Nào, Carrot phải dùng 12 lần nộ cơ. À, khá trâu đây anh em ạ. Không thể chết dễ dàng thế được đúng không? Nó dùng nộ chứ em ơi. Úi, trời ơi. Oh my god, đừng. Nó dùng nộ phát. Carrot đâu? Carrot chưa đủ nộ ạ. Oh my god. Bọn này dùng nộ nhanh quá, em còn chưa kịp dùng luôn ạ. Chị ơi. Holy shit chứ chị ơi. Chị bộ A dùng nhanh dã man luôn, em còn chẳng kịp dùng luôn ạ. Hey, làm nào để kiếm mảnh Carrot đấy. Thôi, tôi sẽ phải đợi thôi anh em. Đợi mấy hôm nữa. Để đợi mai mình sẽ dùng tiền mình mua vậy. Chắc cái quỷ của mình mua Carrot vậy. Chứ biết làm nào bây giờ đúng không? Khó dã man luôn. À đây, xuân nộ 12 lần này. Ô, được một lần rồi này anh em. Làm hết cái đống này là xong. Ok. Cho Carrot đi làm cái tổng bộ 6 sao. Ơ, 6 sao đâu? 5 sao, no. Vãi cả trưởng. 6 sao đâu? Không có 6 sao. Ôi đây rồi, 6 sao đi rồi. Carrot ơi là Carrot. Cuối cùng mày được đi nha. Mày thế. Ơ, chết rồi. Cái này nó theo hệ à anh em? Chết thật, mới không đủ anh em ạ. 5 sao với thiếu một cái hệ. Ok. Bỏ ngay đi là xong. Ôi, bỏ hết tướng rồi. Thôi, tiếp mình sẽ làm sau vậy. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá. Bye bye.